một trong những thương hiệu điện thoại xa xỉ giá trị bậc nhất hiện nay trên toàn thế giới. Đầu tiên khi chúng ta khởi động thì bắt đầu Acti sẽ chọn ngôn ngữ. Đây là bản quốc tế và kỳ lân chỉ bán và phục vụ giao lưu với tất cả quý khách những dòng V2 chính hãng bản quốc tế mà thôi. Không bán những bản nội địa, không bán những bản nâng cấp nội địa lên quốc tế mà chỉ bán những bản quốc tế rạc như thế này. Và chúng ta sẽ chọn ngôn ngữ là tiếng Việt bắt đầu khởi động. Hầu như tất cả những clip mà kỳ lân từng review về những dòng điện thoại cảm ứng đời mới của hãng V2, kỳ lân cũng đã rất là kỹ chỗ này. Thường khi mà Acti thì kỳ lân sẽ bỏ qua tất cả những cái bước kết nối đến wifi, đến mạng, đến tài khoản để cho điện thoại Acti một cách nhanh nhất và không bị đồng bộ, để tránh trường hợp bị lót dữ liệu làm nóng máy và những cái khúc mà chúng ta đang đăng nhập vào rồi không để ý kỹ thì sẽ bị đồng bộ dữ liệu lên máy, sẽ bị chậm, lúc đó khởi động lâu mà chúng ta không xem được giao diện. Nên thường là kỳ lân sẽ Acti xong không có đăng nhập tài khoản, bỏ qua tất cả những bước kết nối để cho Acti xong, lúc đó kỳ lân mới đăng nhập tài khoản vào và đồng bộ sau. Thiết lập mà không có mạng, tiếp tục, tiếp theo và chấp nhận điều khoản, bỏ qua những bước này là kỳ lân sẽ bỏ qua hết và bỏ qua luôn cái bước mà thay đổi điện thoại này cũng bỏ sau luôn. Và đây chính là giao diện sau khi kỳ lân Acti xong và chúng ta bắt đầu đi vào bên trong những chức năng của chiếc điện thoại chính hãng V2 Meta 2 này. Thường hầu như những chiếc điện thoại mà chính hãng của V2 khi chúng ta Acti thì cái thêm giao diện của điện thoại chúng ta sẽ thấy được cái màn hình, có cái chỗ đây khúc phần này là cái hình đồng hồ để chúng ta xem giờ. Ở những clip trước, kỳ lân review rất nhiều về dòng điện thoại V2 cảm ứng Iron Blip, nhưng mà kỳ lân chia thành nhiều phần nên có nhiều người xem chưa có xem hết phần thì comment bảo là review cần thêm những chỗ này chỗ kia, nhưng mà thật ra kỳ lân đã chia những phần đó thành những phần nhỏ để update mỗi ngày, nên là mọi người xem có thể xem lại những phần tiếp theo nhé. Để xem được thông tin cấu hình của điện thoại này, chúng ta sẽ vào phần cài đặt, sau đó chúng ta vào giới thiệu về điện thoại. Bộ nhớ máy này là 512GB, một chiếc điện thoại thông minh, một chiếc điện thoại smartphone đời mới, đặc biệt là một chiếc điện thoại V2 thì chắc chắn rằng chúng ta cũng sẽ quan tâm được là chất lượng hình ảnh. Dòng Meta 2 này chỉ đang đánh giá là về chất lượng hình ảnh với dòng điện thoại V2 cảm ứng của V2 luôn. Phiên bản nắp gập, dòng nắp gập Iron Flip thì chất lượng hình ảnh là tương đương gần như nhau về độ nét. Đây bây giờ sau khi Kỳ Lân đã chụp hình cái tay của Kỳ Lân đang đeo chiếc nhẫn thì Kỳ Lân sẽ zoom lên cho quý khách xem là độ nét như thế nào. Kỳ Lân Luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.